kiếm gì cá hai đó. Đứa nấu mấy lon hả? Hai đứa nấu cơm mấy lon thì theo nấu coi một làm gì nữa. Rồi sao cầm được phân chia hết trơn rồi trời với em quen hết trơn à. Ừ. Trời ơi. Lên cầm cho. Đưa mấy cọng bự nè. Ừ. Rồi. Rồi đi. Để thấy cầm thấy mệt quá. Trời ơi, có bữa tại lúc trước cái thùng mốt em không bị cuốn đi á, chứ có thùng mốt em cuốn lại nó trồng cho theo cái thùng mốt hai em vinh đi nhẹ đó. Rồi. Ai giờ. Nè mình đi thẳng lần này luôn đi. Ừ. Lúc cây hái thì đi đường kia à. Đúng rồi. Ai né né cái cây bự ra nghe anh tiếp bạn đó bạn ha né né cây bự ra nghe à. Ừ, khát nước chưa thì chết hãy biết gì uống ở dưới uống ngon ngụm nước cho đã. Người hỏi em nè hết nước rồi Nhi ơi còn có miếng nước à nước đá tan ra. Tôi nói trời ơi cầu trời có nước đá tan ra để uống cho tôi đi. Trời ơi ba cái nước đá tan ra sao uống, uống ba cái chất này nó không có tốt đâu. Tôi nói trời ơi tôi uống nước kinh nước mương nước kè có này là quý ha. Dạ có nước đá tan ra vậy là quý lắm rồi, đâu uống đi khác dữ lắm rồi. Rồi 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 để em để đây hả, em để cái của em ở đây. Thôi để đưa đẳng nha. Đây em xách đồ đẳng em kiếm nước em uống luôn. Khác quá rồi. Đây em ôm nó. Dễ rồi. Dễ hả? Ừ. Vậy là tại số mày đòi ở lại tao nha. Ừ. Chứ tao không có ép mày nha. Nó giòn quá. Ừ. Nó gãy rồi. Ba, nói chi xa. Ăn một thiếu là tao 25 ngàn. 18 rồi. Bà Tám ơi, bà Tám với Quý ơi. Ở đâu rồi? Đi đâu rồi, ngủ rồi. Nè, làm nước cho con uống miếng rồi con khát quá trời rồi. Nè, con xuống có nhiêu đây à? Con mấy cộng bà mấy cộng đi. Bự cỡ bà con mới lấy rồi cho bà nè. Nè, thôi lựa 4 ca nước cho nó uống. Vậy. Ờ, bà làm cái ly mang đi đi, nước mắm đi. Ờ, làm ly mang đi đi. Giờ còn làm cá nữa. Rồi sáng không mà con lựa cá cho người ta đó ta. Cá như ta bán cái nào cá mồi rồi cá cái gì nữa. Dạ. Rồi con mà con lựa con không có lấy tiền nhưng mà tại là sáng con đi lượm cho trai đó con bán được 20 ngàn mua gạo rồi. Rồi có tiền mua gạo rồi thôi thì mình ngồi mình lựa cho ta thì mình xin đồ ăn thôi. Nói thôi vậy thôi cho cá đi thôi. Chết như có tiền mua gạo rồi. Sáng nữa con ở nhà vậy đó, con ý là con cuốn lại rồi đó, thôi con đi lựa cào cá cho tao ở nhà thôi, quét rồi đem đồ tung đồ đó xuống dưới rửa đi. Không, bây giờ hết nước rửa chén rồi, nói là em ơi hết nước rửa chén rồi, thì thôi chạy lại bà ngoại đó mua giùm thiếu một chai cũng được nữa. Không là không, đợi con nói vài bữa nữa con cũng chuẩn bị con đi máy bay rồi, con đi theo ông theo bà rồi. Con đi theo ông theo bà rồi, con đi trì, con đi viện dưỡng lão rồi. Vô viện lão hả? Đi vô viện dưỡng lão rồi. Ủa sao ngộ ta? Bắn số xe mà màu vàng rồi. Bộ của nhà nước hả? Thành quả của Nhi Khở à... Đã... Mới đi cắt thật được chai nước. Cắt thật. Hãy chờ đấy à. Ủa chưa nấu cơm hả kẹt? Đúng rồi hả? À, rồi xong ăn cá. Thôi để em làm luôn cho. Trời ơi. Không làm cá. Không có ấy đâu. Chia ra ngự làm món nha mau. Đang ăn chứ bắt vợ em đi hái rau nè. Rồi về bằng cá nữa rồi chừng nào ăn. Quên nữa. Lo đi lựa cá không à. Rồi sôi hả? Ừ.
bà bán xôi đó cho à. Kẹt biết mình cá không? Biết mà không mặn, không có cho mình cá đi kẹt. Mình cá cho vợ đi. Rồi còn mấy em đặt muốn nè, chọn cái nào? Không không bồng em thì xách nước. Món xách nước thì bồng em. Đông gì đó. Là ý nói là bây giờ mặn cá hay là lặt rau? Đó là gì đó. Ừ, lặt cho. Lặt tí à. Cho lặt tí nữa mày mua nước rửa chén với chanh nhà có nè, mày nặng vô mày thấy mày vô thao giặt đồ luôn mày ngâm luôn mày. Bông mua bà. Tao bông nhưng mà còn tí đi. Hết chưa? Hết rồi. Đừng có gạt người ta. Trời ơi, thịt dư dầu chai lấy chai của tôi thịt nó nữa. Thịt cái gì? Chai giúp tóc mà. Trời thơm đó. Thịt cho chó hả? Gắt cái gì vậy? Dơ cái nào dễ chứ không chắc. Bữa ta thay mùng thay niệm luôn đi. Bữa ta nó đói ăn gì cũng ngon rồi. Mà đó có một con này là quý lắm rồi sao. Một mà không nghe ta nói một miếng khi đói bằng một gói khi no mà. Rồi ba 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 cá từ giờ không ngâm rồi rồi xong luôn rồi. Không đổ vô rồi. Hãy đi rồi trên cái kéo cảnh tôi làm cho lẹ lẹ. Cắt ra đi, cắt ra kêu kiệt lộc. Đâu anh lên giường anh lấy cái kéo ra đây em làm cắt cái rồi lại anh. Nó lấy đầu đầu này dơ dơ đó em lấy cũng hết đi. Chân chó quá trời chân ha. Thúi quá à. Thúi. Thúi quá à. Thúi. Có hơi bị ú vậy hả? Hả? Thanh tống nữa. À. Trời ơi. Lấy cái kéo đen anh. Gỗ nè. À. Lấy gỗ bỏ vô. Dạ anh tính nhỏ đó. Ơi. Cái chỗ gì đâu mà để không có gọn gàng chỗ thảy nơi ngã. Thì đó. Tùm lum hết trơn. Em đi rồi là coi vậy đó. Cái này cho có chứ không? Cái gì? Cái này mà có chứ đó. Có này không? Thôi tôi lấy xuống đây làm gì cả. Cái gì đó? Cá quanh hả? Nên cá bỏ trống nhảy quá trời nhảy nè. À, nó còn nhảy là còn sống. Bỏ nó vô hồi nó đi. Dạ, hồi em bỏ rồi. Ai trồng cái bùa hành đó hả? À? Trồng á. Trồng không đem mà nắng đem vô mát. À, vậy đó. Hả? Ổng bỏ bỏ dưới đây nè, ăn cho nó có ánh nắng nó mới sống chứ. Nó mới tốt. Ờ, nó mới tốt chứ bỏ không đó rồi. Con kia là con gì? Con Na rồi. Con Na thì kêu. Con mới đi theo tôi nãy nè. Tên bỏ mình nè. Cũng phải để góc này nè cho nó có ánh nắng đâu mà bỏ trong nhà đó. Cũng cây cây ớt sa ri, trái ớt sa ri đó ổng cũng trồng vậy đó. Đâu? Chưa được qua cái tết nữa nó chết queo rồi. Tại vì nó không có hít thở được không khí. Nó không có hít được nó ánh mắt mặt trời vậy sao á. Biết mình cá không kẹt? Biết chứ không biết. Mà có một cái ổng mổ bụng ổng móc không có vừa ý em. Tắt hay vậy? Hết ra rồi. Kiếm gì cá? Hai đứa nấu mấy lon? Hả? Hai đứa nấu cơm mấy lon? Tùy theo. Nấu một buổi một hay gì? Không đâu. Đừng khi hai ngày. Tại không có cái gì ăn thì hai ngày. Nấu một bữa gì đó ăn hai ngày. Không biết nó ra. À,
không có ý nói là cơm kìa. À cơm có bữa thì ăn hai ngày luôn á. Sáng nấu chiều nấu hay là nấu buổi sáng này chiều ăn luôn? Nấu buổi sáng chiều ăn luôn à. Có khi chiều cái đi xin rồi quên ăn cái ngày mai ăn tiếp. Ừ. Cũng xiên dữ ha. Nói chung ra là hai đứa xiên như lắm xiên nha. Trời nhà này được con cái. Là... xiên lắm. Xiên, hai đứa nó xiên vô cùng xiên. Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng video luôn nha. Thì để Tiến quay clip tiếp theo hai vợ chồng ăn những món gì. Chào khán giả nha. Nhớ subscribe và chia sẻ clip cho Nhi với nha. Rồi Tiến cũng chào tất cả cô chú anh em nha. Nhớ cho Tiến một like để chia sẻ nha cả nhà.